chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho quý đồng vợ. Và công đoàn tín nữ chúng ta tham dự đánh lễ, chúng ta có thể ngồi trong các khu vực nhà cũng như là có thể khu vực trên hành lang của tầng 2, chúng ta có thể tham dự đánh lễ ở khu vực trên đó cũng như khu vực dưới này. Vì nếu ở dưới này quá đông thì xin cộng đoàn có thể di chuyển lên hành lang khu vực tầng 2. Chúng ta sẽ mang theo những chiếc ghế và lên trên đó để ngồi. Vâng, và số lượng của chúng ta có thấy là chúng ta tạm thời chúng ta có thể cứ ổn định ở đây đã, rồi sau đó thì nếu mà quá nhiều thì chúng ta mới di chuyển lên trên. Chúng con xin nhường lại phần sân khấu này để cho các em đến từ giáo xứ Thanh Châu. Chúng ta sẽ chỉnh diễn các tiết mục văn nghệ ở khu vực này. Quý vị ân nhân, quý khách của giáo phận, xin chúng ta có thể ngồi ở khu vực hành lang trên tầng 2 này. Chúng con sẽ chuẩn bị một số ghế ở khu vực trên đó. Chúng con xin mời quý vị ân nhân, quý khách của giáo phận đã từ các nơi ngày hôm nay đã về đây để chung chia niềm vui hồng ân khai mạc năm thánh. Chúng con sẽ chuẩn bị những chiếc ghế ở trên khu vực tầng 2. Chúng con xin mời quý vị có thể lên trên đó và tham dự cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn. Vâng, xin mời bạn kèn, chúng ta có thể cử lên một ca khúc trước khi đoàn đồng tế tiến bước. Xin mời bạn kèn. Để chuẩn bị tham dự thánh lễ và ngay sau đây ngay ít phút nữa thôi thì đoàn đồng tế sẽ tiến ra. Chúng con xin được kính mời ban kèn cử lên khúc kèn để chào đón đức tổ đức và đoàn đồng tế. Chúng con xin kính mời ban kèn.